Chuyện ngắn Cải ơi. Đoàn ca múa nhạc giải tán, thằng Quách Phú Thàng dẫn ông già năm nhỏ về ngã ba Sương. Thàng có nhỏ bồ mới quen bán quán ở đó, con nhỏ tên Diễm Thương. Nghe hay mà khuôn mặt cũng hay, đẹp nhưng bình thản lạnh trơ, vui buồn không ra, đố ai biết nó nghĩ gì. Nó hất mái tóc nhuộm vàng hoe, chơm chởm như rễ tre, nhìn hai người cười héo hắt, ăn bám mà kéo theo cả bầy. Thằng cười hề hề bảo, ông Năm bạn anh dễ thương lắm. Đêm đó ông già không ngủ được, thằng Thàng đi chơi nửa đêm mới mò về, thấy ông ngồi khọm rọm ngoài vách vùng, điếu thuốc cháy lập lòe soi bộ râu sơ xác. Thàng mở dây dày hỏi, nhớ đoàn quá không ngủ được hả tía? Ông già lắc đầu thở dài, nghe buồn xao xác như lá rụng hoa rơi. Thang điệu này không biết chừng nào tìm cho ra con cải. Ông đã đi tìm con nhỏ gần 12 năm, đã đi qua chợ qua đồng, tới rất nhiều quê xứ. Lúc nhỏ cải 13 tuổi, một bữa mê chơi nó làm mất đôi trâu, sợ đòn nó trốn nhà, rồi con nhỏ không quay lại. Vợ ông khóc lên khóc xuống, bảo chắc là ông để bụng chuyện nó là con của chồng trước nên ngược đãi, hà khắc, đuổi xô. Ông lấy trời đất, thần Phật, rắn rít và cả kiếp sau, mặc dù cũng chưa biết nó ra làm sao, ra thề, nhưng bà không tin. Giận chẳng nhìn, chớ thèm cười nói, người ta còn đồn đãi ông giết con nhỏ rồi lấp ở một chỗ đất nào. Họ ùn ùn lại coi, ông khăn gói bỏ xứ ra đi, bụng dạ đinh ninh dứt khoát tìm được con cải về. Ai dè biển người mênh mông mỏi chân, ông xin làm sai vặt trong đoàn ca múa nhạc, để trước giờ diễn ông mượn cái micro nói vài câu. Cải ơi, ba là năm nhỏ nè con, bữa nào thằng Thàng nhớ nhà, nghe câu ấy nó cũng rớm nước mắt bảo, con thương ông già con quá tí ơi. Hôm đi ba Thàng còn cầm cây rượt, nó chạy ngời ngời nhảy xuống đò, nó ngoái lại nói, để con làm ca sĩ nổi tiếng cho ba coi. Thấy ông dứa cây lên trời, 2 năm ông già đã chõng đầu cây xuống đất, tựa vào đó để bước đi. Tên tuổi Thàng mờ mịt, Thàng bùi ngùi, người ta Quách Phú Thành nổi tiếng Hồng Kông, tôi thiếu có chữ hờ, lẹt đẹt bên hông chợ lớn. Nhiều bữa hát ế ngoi ngót nằm nghe mưa dầm, nhiều bữa đứng sát vé bị bọn du đảng địa phương rượt chạy xịt khói. Thàng muốn về nhà nhưng sợ ông già cười thúi mũi. Y hệt, ông già năm nhỏ cũng có nhà mà không về được. Đã đau quá trời đất rồi, cái cảnh bà con hàng xóm xầm xì chỉ trỏ, người ở xa còn thuê đò dọc lại nhà ngó nghiêng. Đâu thằng cha giết con đâu, đâu con nhỏ bị chôn chỗ nào, đã quá chừng đâu. Khi ông nhìn sâu trong ánh mắt của vợ mình, thấy không còn lấp lánh thương yêu, chỉ tối tăm những ngờ vực hoài nghi. Và bữa ông đi, bà đứng giữa nắng trưa cuốc đất, chỗ đất còn mới tinh ông vừa lên liếp. Nên ông năm nhỏ trụ lại ngã ba Sương, tiếp tục cuộc tìm kiếm. Ông mướn một cái nhà nhỏ như hộp quẹt, rủ cho hai người còm nhom chui ra chui vào, vét túi trên túi dưới, sắm một chiếc xe kẹo kéo có dàn nhạc sống sập sình, kéo thằng Thàng theo. Ngày chạy ra bán ở chợ rau chợ cá, tối về ghé vài quán nhậu, khuya về đậu giữa ngã ba. Xe kẹo kéo của ông nổi tiếng nhờ giọng ca nhựa nhựa của thằng Thàng, nhờ giữa hai bài hát có một nhắn tìm con buồn ác chiến. Ngã ba Sương nhiều đêm thổn thức trong tiếng cải ơi, nghe ngắt ngoải như tiếng chim kêu tao tát giữa lưng trời.
Một bữa, Diễm Thương bước ra, thản thốt gọi: "Ba!" Ông già đứng im sững, ngơ ngác giây lát, môi run lập bập hỏi: "Cãi phải không con?" Diễm Thương gật đầu: "Thiệt, con là cãi hả?" Diễm Thương níu tay ông rưng rưng gọi thêm một tiếng ba tha thiết. Ông già nắn đầu, nắn vai nó với một nỗi vui chảy tràn trời đất. "Ba nhìn không ra, bay lớn dữ dằn vậy." Ông đi vài bước, ông dây lại nhìn Diễm Thương. Cho chắc là nó đang đứng đây là có thiệt trên đời. Ngước về phía trời sao, ngồi ngó thần thàn, ông cười, để miệng muốn méo sao thì méo. "Tiếc kiếm có con cãi rồi, dễ hờn là mày ơi." Nghe giọng đúng là cuộc hành trình ròng rã 12 năm khép lại ở đây rồi. Ngày mai ông dẫn Diễm Thương về cỏ cháy. Ngay trên chuyến tàu đầu, vợ ông ra cửa che tay khum khum trên trán hỏi: "Ai vậy cà?" Ông nói: "Con cãi chứ ai." Bà mừng hết lớn, phải còn trẻ, thế nào bà cũng nhảy cà tưng. Ông sẽ đưa nó đi dài xóm, khoe: "Con cãi của tôi về nơi nè bà con. Bà con coi nó lớn quá chừng ngang." Trong lòng không giấu được hả hê: "Vậy mà mấy người nói tôi giết nó." Nghĩ đến đó, nước mắt ông tuôn dài. Diễm Thương cười, đứng dậy khoan khoái phủi tay, nói: "Không ngờ mình diễn hay quá." Rồi nó khom người, nhìn sâu vô đôi mắt ràn rụa của ông già, mặt tỉnh bơ ba khía, mỉa mai: "Tôi giỡn đó, ông làm ba kiểu gì mà không nhớ mặt con gái mình." Và cơn mơ hết. Diễm Thương đi gom tiền thắng độ, đám tiếp viên léo nhéo nhằn ông già, sao mà dễ tin, làm họ mất mấy chục ngàn. Diễm Thương lạnh lẽo cười: "Cái mặt nó hay hết biết, kiếm tiền dễ ợt mà chẳng gợn lên chút đắc ý nào." Ông Năm bẻ bàn ngồi đó, bẻ bàn lau nước mắt, cười héo queo héo quắt. Con nhỏ vẫn có duyên hết hồn, và trên khuôn mặt vẫn còn đầy ứ những thương yêu. Thằng Thàng ứa lòng nhìn ông Năm già đi khủng khiếp. Nó giận muốn bóp cổ nhận nước Diễm Thương cho rồi. Khi con nhỏ nhơn nhởn trở qua, giờ nắm tiền rủ đi ăn hủ tiếu. Trò diễn kết thúc, ông già nằm rủ. Đúng hai ngày, lời nhắn tìm con cãi lại mênh mang ở ngã ba xương. Con Diễm Thương bực lắm, nó gặp Thàng là đá ghế quăng ly, nói: "Ổng đừng mắc công tìm con cãi chắc chết ngắt rồi. Tôi thù con nhỏ đó quá trời. Nó có nhà mà bỏ, có cha có mẹ mà không thèm. Cái thứ người đó, cho nó chết bờ chết bụi cũng đáng." Rồi nó nghẹn ngào: "Còn tôi, người ta đã quăng ở đây 18 năm mà không ai trở lại tìm. Tôi chờ hoài." Thàng mới hay đời con nhỏ cũng buồn. Hai đứa ôm nhau, thở dài nghe cả vành tai tê tái. Tối đó, Thàng nằm gác tay lên trán, nói: "Mai mốt con dẫn nhỏ Diễm Thương về lại ông già con à, thứ năm. Tính Thương chơi thôi, nhưng bây giờ thành thiệt rồi." Ông Năm phấn khởi: "Vậy hả, vậy à, phải làm đám cưới tử tế cho con nhỏ đỡ tuổi. Để tao làm ba nó, đại diện cho bên đàn gái, làm xui chơi." Mùa nắng quay trở lại, ngã ba xương mọc thêm chừng chục quán nhậu nữa. Muốn hay không, cánh công an phòng chống tệ nạn xã hội cũng phải để ý cái chòm lu bu này. Phía báo đài đang dòm ngó, một bữa họ ập vào quay phim, chụp hình, búa la xua. Đám tiếp tiên che mặt ôm đầu, chỉ có Diễm Thương là điềm nhiên trơ mắt ngó. Phóng sự phát lên tivi, cái nhìn đó như dấu hỏi nao lòng: "Tôi đây nè ba má ở đâu? Có nhận ra tôi không? Có nghe đau lòng?" Thằng Thàng thấy cảnh người yêu tỉnh bơ ngồi trên đùi ông khách, buồn quá,
bỏ đi uống rượu. Sáng sau, ông Năm dúi vô tay Thàng ít tiền biểu, đưa con nhỏ về nhà. Thằng Thàng nói: con không đành lòng để tí ở lại một mình. Vậy bây nỡ nào nhìn con nhỏ khổ hoài sao? Một sớm, hai đứa dắt nhau, ông già nhìn theo cho đến khi bóng chúng chìm giữa mịt mù. Cả nhà Thàng hết hồn vía, dồn lại ngó nhau, nhận ra đứa con gái này trên tivi hôm trước. Già Diễm Thương ngạo nghễ cười, hỏi: bác ơi, bây giờ có chuyến tàu ra thị xã. Mờ chiều, đám trẻ trở lại. Mặt con Diễm Thương vẫn thản nhiên, nhưng thằng Thàng buồn tê tái. Con người ta hết đau bề này tới đau bề khác. Ông Năm xa xót nhìn hai đứa trẻ chơi dơi mất đường về. Diễm Thương nói: tôi mắc cười quá ông Năm à. Tôi lên tivi để cha mẹ nhìn mà họ không biết tôi là ai, còn người dân liếc ngang là nhớ liền. Ông già Năm nhỏ lặng người đi, tự hỏi: bây giờ ông lên tivi, con cải có nhận ra ông không? Câu trả lời là có. Ông đã dắt con nhỏ đi hái xoài chín trong vườn hoang. Ông đã chặt chuối làm bè dạy nó lội, thả trâu chơi diều. Ông đã cõng con nhỏ đi tắt mấy vạt đồng đến khám bệnh chỗ ông bác sĩ già, mỗi khi nó nhức đầu sổ mũi. Cây kẹp nhỏ, mớ dây thun khoanh, mấy cục kẹo dừa dung dinh trong túi áo, mỗi khi ông đi chợ về. Tất cả những thứ đó ông nhớ mồn một, thì nhỏ cải chắc chưa quên. Ông già muốn lên tivi để nhắn đứa trẻ bỏ nhà rằng: về đi con ơi, đôi trâu có xá gì. Đăng tin lên truyền hình đắt đỏ, mà lần nào lại phòng quảng cáo ông cũng phải đôi co, đòi phải đọc theo ý mình. Trong đó có đoạn: con không về, ba nhớ đã đành, má con còn giận ba không nhìn mặt. Người ta cười, trên đài chứ có phải chợ trời đâu mà muốn nói gì cũng được. Ông giận quầy quả về nhà, nghĩ cách tự mình lên tivi. Chỉ tội câu nói gọn hơ vậy mà ông chưa có dịp gửi lời. Có lần ông đậu xe kẹo đầu chợ, thấy người ta làm phim vụ lớn chiếm lòng lề đường, người hốt thúng mũng ra cá rau bỏ chạy. Ông sướng rơn, lăng xăng chạy tọt chỗ này ló mặt đằng kia, mất mấy câu cải ơi mà vô phim người ta xóa mất tiếng còn đâu. Chỉ mong được thấy mình trên tivi, một khuôn mặt teo héo sạm đen với những sợi tóc ngã màu trắng xóa, một thân hình gầy guộc, lưng đã chớm còng. Mình thèm lên tivi đến chết giấc mà không được. Còn mấy ông cán bộ ngồi trình ình trong đó hoài, thấy mắt ngán. Ông già Năm nhỏ than thở với thằng Thàng, nói: sao tao muốn làm bí thư tỉnh quá. Thàng kêu: trời ơi, chi vậy tía? Ông cười: lên tivi chứ chi. Lúc đó tao đường hoàng nói chuyện với con cải, tao nói từ từ, nhắc chuyện xưa cho nó nghe. Thằng Thàng cũng cười, tưởng tía làm lớn để lo cho dân, ai dè cũng bo bo cho mình. Họ ngồi đục mưa dưới một hàng ba trường tiểu học, nước đổ trắng trời, mùa còn ướt lạnh dài dài. Thằng Thàng lo ở nhà mưa dột ướt đầu giường, về không có gối để nằm, không mền để đắp. Diễm Thương biết có chạy qua không hay là bận khách, bận cười cợt mà lòng não nề. Biểu uống với em chút nữa đi anh. Thàng chép miệng: buồn quá tía ơi, mê văn nghệ văn gừng nên giờ chừng này tuổi đầu rồi mà còn nghèo quá chừng, đến nỗi không lo được cho nhỏ Thương. Ông già Năm nhỏ thấy thằng Thàng xuống nước mắt. Ừ, tối nay ông cũng thấy mình hoang mang buồn bã rã rời, như sắp đến cuối đường rồi mà không biết chắc có nhà mình phía đó. Ông thở dài ứ hự, chống tay liêu xiêu đứng lên bảo: mưa chắc còn dài, thôi dầm mình về nhỏ. Đêm đó thằng Thàng ôm ông già Năm ngủ, nó kêu lên:
Tí ốm dữ dằn thiệt, xương tía cứng con đau quá chừng. Ông già cười, chê mai mốt không có mà ôm ngang con. Thằng Thàng hỏi ông nói vậy là có ý gì. Ông hỏi ngược lại, chớ bộ mày tính cưới vợ rồi mà còn chung qua ngủ với tao. Thàng cười, ha. Mắc cười, ông còn rù rì tính chuyện nấu mâm cơm cúng trời đất để sắp nhập nhỏ Diễm Thương về nhà bên này. Sắm cái tủ thuốc lá để cho nó buôn bán vặt thì thằng Thàng đã ngáy o o. Nửa đêm, Thàng giật mình tỉnh giấc, không thấy ông già. Nó gật ngừ ngồi dậy, trên bụng rớt xuống một gói tiền. Xe kẹo kéo vẫn còn nguyên. Thàng kéo cửa bước ra ngoài. Ngã ba sương đã tắt đèn, những con đường hun hút mịt mù dưới mưa. Nhưng không cần biết đến từ đâu, chỉ biết gặp ở đây phút này. Thằng Thàng lầu bầu, không biết ông già chừng này mà đi đâu vậy cả. Ông Năm đi ăn trộm chứ đâu. Ông lội bộ gần 5 cây số, trong mưa sụt sùi vô trong xóm, ghé chỗ lò mổ, dắt đôi trâu đem đi. Ông làm gọn gàng như với đôi trâu ở nhà. Sáng ra, ông trở lại, ghé đúng ngôi nhà có hàng xô đũa cặp mé lộ. Ông thấy một đám người đang thao tác đứng ngồi. Ông hỏi, mua trâu không? Tôi kẹt tiền đem bán đây nè. Chủ nhà chạy ra la lên, trời ơi, bắt ổng lại, ổng ăn trộm của tôi. Ông Năm giả đò hết hồn, nhưng trong bụng thấy chú ý, bảo, từ từ, tôi có chạy đâu mà sợ. Từ nhà, người ta đưa ông lên ấp, ấp giải lên xã. Ông ra bộ sợ sệt, luôn miệng nhắc, mấy chú nhớ kêu đài truyền hình xuống ngang, phải quay tôi để dân người ta cảnh giác. May đài tỉnh xuống thật. Phóng viên một tờ báo cũng nhảy sổ theo, dọc đường hăm hở rút sẵn tích tên trộm đảng trí. Họ phỏng vấn ông chủ lò mổ, phỏng vấn trưởng công an xã. Cuối cùng ông Năm xin được nói đôi lời, còn dặn mấy chú làm ơn đừng cắt bỏ tiếng tôi, rằng Cải ơi, ba là Năm nhỏ nè con, nhà mình ở cỏ cháy đó, nhớ không? Về nhà đi con, tội má con dò dỏ có một mình. Con là trọng chứ đôi châu cổ nhầm nhò gì, về ngang con, ơi Cải. Nghe đâu hôm đó nhiều người rơi nước mắt, vì vậy mà vụ trộm trâu không được lên tivi. Sống giữa cái rẽo đất nhân hậu này nhiều khi cũng hơi phiền. Nghe đâu hôm đó đài truyền hình có đưa tin, nhưng chỉ thấy ông già nhếch miệng một cách tuyệt vọng. Như đã nói, nhà đài người ta chứ có phải chợ trời đâu mà có thể thoải mái gọi Cải ơi.